ngày nào cũng bị vậy luôn. Một tháng nay luôn? Đúng rồi, bật mẹ đầu cổ thì sao đau lắm. Nó cứ tập võ công liên tục vậy ha. Trời ơi, chị cũng tính ra chịu đựng hay dữ ta. Vậy chứ có thoát đâu. Mỗi người một số. Nhưng đây mà đẹp. Nhiều khi ghiền. Trời đau rồi, không đạp, không giống luôn. Có thể nhi. Dạ. Thật sự là cái này là hình như đó là cái số của em phải chịu đựng rồi. Chứ thật sự là trời ơi trời. Trời ơi quá nhiều khóc quá nhiều cười luôn. Vui. Trời ơi thằng nào mặc quần mà nó bị té đái vậy. Bà đang khóc bà chuyển qua bà cười vậy trời. Mấy cha đã kiểm tra quần lại cả chả. Vâng á, giờ ông xuống rồi có ai hở hang gì không nha. Còn có quên. Còn có quên kéo gì không nói ngang. Cái thằng hút cái đàn tao ngồi lên tay hút cái nóng cái vò. Thiệt tình luôn rồi. Bây giờ thì ông Kiệt cũng đi chỗ khác rồi bà Nhi. Và bây giờ bà chia sẻ tận tình lại coi. Lại cái câu chuyện nó đã xảy ra hôm nay nè. Hình như là cũng trên tháng mấy rồi đó. Nó xảy ra câu chuyện trước kia luôn. Nó như thế nào không làm gì để mà kể hết bữa nay ngang bữa rồi có lớn rồi ổng cũng cứ nghĩ là tôi với người, mấy người đó là hấp dẫn tôi mà đâu có đâu. Con người tôi sinh ra tuy là học ít thì nhưng mà cũng được cha mẹ dạy, chứ mình là phụ nữ mà có đâu mà cứ vậy hoài. Đối với tôi mỗi lần đêm về nè tôi sợ lắm, tôi rất sợ mọi người ơi. Ban ngày đi sinh, ban đêm là có giấc ngủ. Nhưng mà không ngủ được. Cứ mà giấc mơ mê mê là một cái chát. Ủa vậy hả? Đang ngủ trong giấc mơ mà nghe cái chát luôn hả? Nghe hả? À, rồi tiếp nha. Từ tối á, là còn đối đường cho cha tôi á, nói cho tôi dạ chứ ổng dạy tôi mà tôi có làm gì vậy đâu mà dạy. Giờ ông đổi về, ông Hoàng Kiệt nó kêu là bà trả bà về nơi sản xuất cái gì? Không có, bà kia ông nói vậy tôi cũng mừng nữa. Rồi sao đợt hổm tôi cũng có nghe là hai người cũng đi về tới dưới mà. Đúng không? Tiền Giang phải không? Đúng. Rồi sao mà tại sao không đi về nhà luôn? Mà lại quay trở về đây? Đây mà lên xe được đâu. Ông nắm không lôi, ông giục. Rồi xe, tài xế xe, ta sợ, ta chạy bỏ. Ủa bà, lúc đó ông Kiệt là đang tưởng tượng bà là một cái món hàng hay sao mà quăng thảy mình đúng như vậy? Nó lớn lên xíu rồi nhỉ? Dạ, tôi không biết nữa. Mà tôi sợ lắm. Mỗi đêm xuống thì là tôi sợ lắm. Ủa, mỗi lần đêm xuống vậy hả? Có khu vực mà trăng tròn này kia mà không khác thường không? Sao giống con sợ, ít sợ dữ vậy? Ví dụ mà hả? Người mà nằm kế bên tôi nói hấp riêng tôi nói là tự không có. Là nơi đó là có con chó đó. À. Con bích la đó, nó nằm sao nó mấy nó lọt xuống dưới. À, cái con bích la. Mà ông tưởng là ông đạp. Ông đạp mà sự không bỏ bích la nó gớt xuống dưới đó rồi cái mùng gách ra. Tôi mới thò tay xuống tôi ẩm nó lên. À. Rồi bà Nhi, bà có thể nói là con bích la đó là con gì không? Là con cún đó. À. Bây giờ là nếu mà theo như á là của chị Nhi nói, tức là Kiệt này hình như đang có dấu hiệu gọi là liên tưởng. Quan tưởng. Quan tưởng chứ. Đúng rồi. Nhiều lúc tôi sợ. Nó có cái gì không? Hay là lúc đó nó có nhậu gì không? Lúc đó ông cũng tỉnh táo lắm, mà không biết sao vậy nữa. Có khi nào là ông đặt cái vấn đề như là tình yêu quá đậm đà không? Chứ không phải đâu, nếu mà tôi cho tình yêu là không phải là như vậy. Tình yêu là mới biết lo cho tôi. Tình yêu là đâu có để cho người mình thương để còn bị tổn thương vậy. Như ổng nè, trong khi tôi còn sợ ổng bị tổn thương, khi tôi cầm một cái vật nhọn nào đó, tôi tự vệ bản thân của mình mà tôi không dám nữa, tôi sợ ổng đau. Hay hoặc là tôi cầm một cái gì đó cứng cứng, chung chung đi, tôi cũng sợ làm cho ổng đau đó. Tại vì mình bị thì mình biết đau. Mình thương ổng mà ổng không có nghĩ là mình thương ổng. Ổng cứ nghĩ mình sai. Hồi nãy tôi cũng nghe bà nói á, là bà muốn đi một cái chỗ nào đó để né ổng đó. Đúng rồi.
mọi người đừng có ai báo là cho tôi ở chỗ đó nữa. Bây giờ đi có được đâu mà ai báo. Sao cái lúc trước mình không suy nghĩ cặn kẽ đi, lúc mà mình đi ở dưới Long An đó đó, tại sao mình không đi luôn đi? Tự nhiên lấy giấy thì ổng sẵn đi, đợt ổng cũng có người chặn lại mà đúng không? Tại sao mà không cái cơ hội đó mình tận dụng luôn đi? Chặn lại đâu? À, chắc cũng nghĩ lộn ông kia chặn bà. Mới nãy mấy anh em mình kêu thằng Kiệt ra để nói chuyện á, phân tích cho nó biết là thương không thương thì thôi, chứ đừng có mà lôi con Nhi này ra để mà những cái động tay động chân. Mà thấy cái thái độ của nó là thấy không êm rồi đó anh em, phải không? Đúng rồi. Muốn gì thì không có được á. Nó không có nghe. Nó đẩy xô đẩy hoài à. Thì nó phụ nữ yếu và tàn tật nữa. Rồi không có ai chứ. Mà nãy là cố gắng khuyên nó lắm mà hình như là cái thái độ nó không hợp tác, nó không nói chuyện nó, và nó giống như nó phản bác lại hết luôn á. Đúng rồi. Bây giờ là chị Nhi mình có thể không đúng luôn à. Tăng Nghi là tối đêm nay mình sẽ được tập thể dục đúng không? Đương nhiên 100% điều đó luôn. Còn hôm nay là cả hai người là cũng về lại với nhau là hơn 1 tháng. Thì trong 1 tháng nay á là mình đêm nào cũng bị vậy luôn. 1 tháng nay luôn. Đúng rồi, bật mẹ đầu cổ thì sao hết, đau lắm. Nó cứ tập võ công liên tục vậy ha. Trời ơi, chị cũng tính ra chịu đựng hay dữ ta. Vậy chứ có thoát đâu. Mỗi người một số. Nhưng đây mà đẹp. Nhiều khi ghiền. Trời đau rồi, không đạp, không giống lên luôn. Có khi nào mà ổng tập võ công gì hoài bà phái bà đam mê không? Trốn hoài à. Không nói thiệt. Trốn mua thuốc. Nhi ơi. Một cái đam mê nữa phải không? Ông thích đam mê không? Dạ chưa vợ ông đam mê đó ông thích. Nhi. Dạ. Thật sự là cái này là hình như đó là cái số của em phải chịu đựng rồi. Chứ thật sự là... mà sao em chả quên? Trời ơi trời. Trời ơi, bấy giờ khóc bấy giờ cười luôn. Vui. Rồi, đừng để chị thấy cảnh này nha. Để liên tưởng là bạn Nhi đang phái ông này nữa. Thôi. Trời ơi, thằng nào mặc quần mà nó bị tát ái vậy? Bà đang khóc bà chuyển qua bà cười vậy trời. Mấy cha đã kiểm tra quần lại cả chợ. Em ơn á, giờ ông xuống rồi có ai hở hang gì không nha. Coi có quên. Coi có quên kéo gì không nó nghe. Cái thằng thuốc này nè, nó ngồi lên tay thuốc cái nóng cái dầu. Thiệt tình luôn. Cái mặt. Không, nhiều khi vậy mà cái nụ cười nó bớt đi cái nỗi buồn ha. Sẽ bớt lại chứ. Em lấy cái nụ cười của em á, em so đến niềm đau em hoài à. Khi em ngẫm nghĩ á. Thôi mà chờ nói chung nè. Em nhiều lúc em muốn cái gì vậy trời. Ông ngồi hay em ngồi này coi trang tiêu quần coi như thế nào. Không mấy hàng bay đi riêng ra chỗ đi đám chỗ đám mạ đám cỏ vậy đi. Tôi thấy bà để ý hai ông lắm mà. À. Thôi Nhi tập trung lại đi. Chạy đi coi hai ổng coi như không có gì đi. Lúc á thì muốn con đi theo Phật đi. Mà cái số Nhi không được theo Phật đâu. Nói nghe nó mà Nhi nghe nè. Ví dụ theo Phật hay không theo Phật, cái đó anh bỏ một bên đi. Cái đó cái gọi là cái căn kiếp rất là lớn ha. Mình đừng nên nói gì. Tôi muốn đi xa. Là muốn ý là bà Nhi là muốn đi bắn muối đúng không? Không. Đi buôn trái cây. À. Không phải. Bây giờ theo hai chiều hướng. Một là nói đi theo Phật là đi tu. Ừ. Hai á là đi theo kiểu mà đi thiệt xa. Dạ, ý nói là cái nào? À, đi thật xa. Không, cái đó thì khuyên. Nha. Còn nếu có chuyện mà đi tu để mà giải thoát và quên được cái đời á. Có xin đi vô tu rồi nhưng mà sư nói còn nợ, không có tu được. À, là chùa chạy luôn ha. Chùa chạy tôi luôn. Ôi là trời. Mà nghĩ sao mà bà vô bà tu được. Hả? Bà tu hú với tôi. Hú. Vui chưa, đã bụng chưa? Bình tĩnh để đi xin chưa? Bình tĩnh đi vô là xin trụ trì ông cho không mới được. Không phải xin trừ, mình đi xô xin Nico. Nico mày. Minh nữ. Ừ. Lộn phái. Thôi bây giờ nè, để khuyên thì khuyên thôi. Còn cái chuyện vợ chồng á, là cái quyền quyết định của hai đứa. À, thí dụ mà em thương, em nhắm em chịu đựng được cái khối của nó và cái tính của nó đó. Thì sống, còn nếu không được á, thì mình cũng nhờ đến chính quyền.
là cũng như là nói ảnh vậy hoài đó, thì nhờ chính quyền khuyên ảnh. Thôi cái này là chuyện cá nhân của hai vợ chồng, tụi tôi cũng không có quyền gì mà đưa một ai đi, hiểu không? Hiểu chưa? Đó, thì tôi sẽ cố gắng khuyên Kiệt nha. Thì nói chung là hai người cũng với sống với nhau là bao nhiêu lâu rồi? 2 năm hả? Ồ, nói chung là tình nói đó 2 năm. Cái tình cảm mà nếu mà 2 năm á thì nó tính ra nó còn rất là mới, nên là sẽ là thì nó nhiều lúc có cái kỷ niệm thì tôi nhớ lại, thì tôi thương ai thì tôi thương, chưa có khi nào mà tôi hỏi ảnh này nọ đâu. Tức là như nói á, là nếu mà đã thương ai là thương thật lòng, đúng không? Không bao giờ thương hai, đúng không? Chỉ thương ba thôi. Ê, mà như mau cái tới cái chuyện kia đó, hình như là Nhi này nó sợ hãi luôn rồi. Chứ trong tiềm thức nó là nó sợ, nhưng mà nó không dứt với thằng Kiệt được. Nhưng như mắc nợ chưa trả nợ xong vậy đó. Anh nhắc tới cái chuyện mà mình nói tới cái cơ quan á. Trên mạng này kỳ quá. Thì anh hiểu chuyện tới vậy rồi đó. Đó đó. Anh sợ, nó sợ. Mà thẳng thì không được. Mà xong rồi cái đầu thì bây giờ nếu kiểu ra này sao giờ ta? Theo Nhi á, có những cái nguyện vọng như thế nào không? Mẹ của em là em được em đi, em có sức khỏe, em chở em đi tìm cha mẹ em bao nhiêu mà. Tìm cha mẹ hả? Tự đi tìm. Giờ cha ở đâu? Ở Đà Nẵng. Mẹ về dưới quê. Mẹ về ở đâu? Dưới quê. Về dưới quê hỏi bên nội. Là bên người cha mà lúc trước có gặp một lần rồi đó hả? Dạ. Bây giờ người cha nó đang ở đâu? Cha ở Đà Nẵng rồi. Quan trọng là cha có chứa hay không? Cha có chấp nhận mình không á? Chấp nhận chứ. Nãy nói là hơi lộn, không cảm nha. Và cái quãng đường nó xa chứ nó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em sẽ cố gắng. Đây Đà Nẵng ít nhất phải từ là xe khách phải là hơn 700. Đi mấy ngày mới đi không, rồi. Không tới. Nếu mà Đà Nẵng đi trong ngày là tới rồi. Trong ngày. Nhưng mà nếu mà đi bộ á là khoảng chừng 5 ngày. Sao mà dữ vậy? Không mà theo sao như, mà nhanh vậy? Theo như bà Nhi đi là bộ mà tới 5 ngày vậy? 5 ngày. Như bà Nhi là cho cầm cây tó là có thể là nửa năm. 10 ngày. Là tháng nặng. Thì chừng 5 tuần. Có đâu tại vì đúng rồi, nói kiểu như đi có người có sức khỏe, còn Nhi thì đi không có được đâu. Nếu mà Nhi mà muốn đi mà mau nữa, đi bộ mà mau nữa là cho anh Kiệt đi sau lưng cầm là nó ý cái chí mà đi lẹ, nó sẽ đi lẹ hơn. Vừa đừng quyền nữa sợ sau lưng có đừng quyền nó đi nó đi sau lưng á là mình lúc nào cảm giác của mình á sẽ đi nhanh hơn, là nó hợp lý luôn. Không mấy thì mình vũ anh Kiệt đi ra ngoài luôn đi. Ở ngoài cũng có người lớn, nó đâu có dám ho. Không dám đi. Không dám đi hả? Vũ chưa? Đúng rồi. Nói sao? Nói anh lo lắm, kiếm tiền đi xuống với nội đi. Không Vũ đi đâu. Nội hay đi Đà Nẵng? Đi về nội đi, xin địa chỉ của cha đi về Đà Nẵng. Trả lời sao? Không đi, ông nói không có đi đâu. Chà, tính gà kiện này cũng khôn chứ. Nó cũng hơi biết chạy ha. Nó biết chạy độ mà. Sao mình sợ anh ba ở Sài Gòn đó, anh ba của em đó. Vậy hả? Sao mình không điện anh ba đi? Không có số rồi. Trời ơi, vì rồi có số cha không? Không làm mất tiêu rồi đó. Trời ơi, rồi người thân mà không biết số điện rồi có chuyện gì biết đường đâu mà điện. Chỉ có cái là mới đi về quê rồi từ gặp bà nội mới có liên lạc thôi. Đâu không, tại vì chúng cũng tới quê thôi, tới tấp vô đó đi. Chưa tới đâu, xa lắm. Bây giờ là Kiệt nó đã như vậy rồi thì bây giờ Nhi tính sao? Bây giờ những cái dự định rồi của thôi Nhi giờ như thế nào? Để cái đó để gia đình quyết định đi. Rồi thôi, chắc có lẽ anh xin phép anh về nha. Yeah.